Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh bằng các cơ chế ưu đãi nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện để thu hút nhà đầu tư đến với Hà Giang là một trong những mục tiêu cũng như kỳ vọng của tỉnh để Hà Giang phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế. Vậy, từ năm 2009 đến nay, Hà Giang đã làm thế nào để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh? Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI chính là thước đo sự hài lòng của doanh nghiệp về các cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, công tác cải cách thủ tục hành chính của các địa phương. Năm 2009 là năm đầu tiên tỉnh ta tham gia thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Và Hà Giang được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xếp vào top khá trong bảng xếp hạng chỉ số PCI của cả nước. Doanh nghiệp chính là thước đo sức khỏe của nền kinh tế. Vì vậy, muốn doanh nghiệp phát triển thì các địa phương phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng. Nhận thức được điều đó, những năm qua, tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh thực hiện các dự án trọng điểm, các khu công nghiệp như Bình Vàng, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Khai thác tiềm năng thủy điện, công nghiệp khai khoáng, chế biến nông lâm sản, trồng cây dược liệu, phát triển du lịch vùng công viên địa chất toàn cầu các nguyên đá. Đó là những tiềm năng ít có địa phương nào có được. Từ những nỗ lực đó của tỉnh, nên giá trị sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp Hà Giang đã tăng hàng năm. Chỉ tính riêng năm 2014, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 2.443 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2013. Mức tăng trưởng gồm các nhóm ngành công nghiệp khai thác đạt trên 765 tỷ đồng, tăng 25%. Công nghiệp chế biến trên 648 tỷ đồng. Công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước trên 1.000 tỷ đồng. Cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải trên 24 tỷ đồng. Dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống đạt trên 825 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy, đối tượng tạo đà tăng trưởng chủ đạo của tỉnh chính là khối doanh nghiệp. Hiện nay cái công tác xã hội hóa trên lĩnh vực du lịch cho chúng ta làm rất tốt rồi. Rất nhiều các cái doanh nghiệp, các cái công ty hiện nay đã đầu tư trên lĩnh vực du lịch. Hiện nay theo thống kê của các cơ quan chuyên môn ấy là có 126 cơ sở lưu trú đều là do các doanh nghiệp rồi tư nhân tự đầu tư. Cái đó là một cái tín hiệu rất là mừng cho cái du lịch của Hà Giang. Tuy nhiên, do là tỉnh có xuất phát điểm thấp, điều kiện về cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, là địa phương ở xa các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Đó là những hạn chế của Hà Giang trong việc tạo dựng năng lực cạnh tranh, sự hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Theo Cục Thống kê Hà Giang, năm 2010, PCI của Hà Giang giảm 15 bậc so với năm 2009, xếp vị trí thứ 49 trên 63 tỉnh thành. Năm 2013, xếp vị trí 48 trên 62, vào top vị trí tương đối thấp. Điều này cho thấy Hà Giang vẫn còn hạn chế trong lĩnh vực thu hút đầu tư, trong đó có các vấn đề như cơ chế chính sách, chi phí thời gian để thực hiện các thủ tục và chất lượng lao động địa phương, còn chưa đáp ứng được sự mong đợi của các doanh nghiệp. Hà Giang cái điểm xuất phát rất là thấp, vì vậy giải pháp về nguồn lực thì trong đó có nguồn lực về vật chất và nguồn lực về mặt tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao, thì có thể nói rằng Hà Giang thì đã có hướng đi nhưng không phải một sớm một chiều. Nhất là nguồn lực thì hiện nay chúng ta đang thực hiện cái luật đầu tư công và chúng ta cũng không thể một sớm một chiều làm được ngay. Và đây là một trong cái rào cản rất lớn. Tới đây thì chính phủ Hà Giang sẽ đăng ký với chính phủ và sẽ có những cái báo cáo với chính phủ để xin tiếp cận các cái nguồn lực và có những cái tháo gỡ những cái nút thắt để cho Hà Giang phát triển hơn. Để có thể thu hút các nhà đầu tư, thì việc tiếp cận đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh sẽ giúp cho Hà Giang nhận được nhiều kinh nghiệm trong cải thiện môi trường kinh doanh, cũng như nhận được các ý kiến của doanh nghiệp về môi trường đầu tư của địa phương. Từ đó giúp cho tỉnh có các giải pháp chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh, cải thiện và nâng cao các nội dung chỉ số PCI, như chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp,
đào tạo lao động và các cơ chế chính sách riêng của địa phương. Giải quyết tốt các vấn đề nêu trên thì không chỉ tạo ra môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi đối với các doanh nghiệp, mà còn tạo ra những tiến bộ tích cực đối với địa phương và người dân trong mục tiêu hướng tới là sớm đưa tỉnh ta thoát khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển. Qua đánh giá về môi trường thu hút đầu tư tại Hà Giang, nhiều doanh nghiệp còn mong muốn nhiều hơn nữa về chính sách thu hút, cơ chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng các dự án. Tỉnh cần quyết liệt hơn để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Hà Giang thì cũng là một tỉnh phía Bắc và cũng được đánh giá là một tỉnh nghèo nhưng là giàu về tài nguyên. Và trên cơ sở là cũng là có một cái nền tảng phát triển từ nhiều năm nay thì một số dự án đã được cấp phép và đang triển khai. Thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới là cái tiềm năng nó sẽ là tốt, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế chung nó sẽ ấm dần lên. Tôi đã vào đây đầu tư được 5 năm thì về cơ bản cũng thấy là mỗi một năm thì khả năng và cái sự ủng hộ của tỉnh cũng càng ngày càng nhiều hơn. Tôi cũng thấy là mọi sự cũng đang đi theo chiều hướng tốt đẹp. Đầu tiên thì thực ra về cái thủ tục hành chính ấy, thì mình cũng lên có một phương án ví dụ như làm việc một cửa đối với ví dụ như ban quản lý chẳng hạn, về các cái thủ tục mình lên làm việc một cửa. Có những cái mà yêu cầu hướng dẫn các cái thủ tục nhiều khi doanh nghiệp cũng phải hỏi đi hỏi lại nó rất là nhiều lần, mà cái cách đấy cũng làm cái mình lên thay đổi một chút. Để thứ hai là cái cơ sở hạ tầng, thực ra là như khu công nghiệp ở đây thì chúng ta cần phải thúc tiến làm nó nhanh và tốt hơn nữa. Để nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, làm nền tảng để tạo đà tăng trưởng kinh tế xã hội bền vững, đòi hỏi tỉnh Hà Giang cần tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa và rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chuyển quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất. Thông tin minh bạch cho doanh nghiệp về quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đẩy mạnh sự tham gia tích cực của doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách, tham vấn ý kiến của các doanh nghiệp đối với những vấn đề liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn kết giữa cung và cầu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu, cụm công nghiệp, nâng cấp hệ thống, kết cấu hạ tầng thiết yếu. Cái đầu tiên và đặt ra ấy, đó là phải cái cải cách thủ tục hành chính. Đến với là các cái thành phần kinh tế, giải quyết một cách nhanh chóng và đúng pháp luật. Và cởi mở cũng như là cái nhà quản lý ấy, là phải thường xuyên song hành với doanh nghiệp. Chúng ta phải biết chắt chiu, trân trọng cái nguồn lực của địa phương, hiệu quả tất cả các cái nguồn lực đầu tư ở bên ngoài, gồm kể cả là đầu tư ở trong nước cũng như là cái đầu tư nước ngoài, thì chúng ta cũng phải sử dụng. Nhưng tuy nhiên phải có cái rà soát đánh giá và nó có hiệu quả, để chính những cái quý và cái hiếm của cái nguồn lực đó thì nó tạo như là cái cú hích. Thì chúng ta nhào trộn giữa cái nội lực và cái ngoại lực sử dụng chắt chiu hiệu quả thì có lẽ chúng ta sẽ khơi nguồn được cái sự tăng trưởng cho tỉnh. Như vậy, để tạo đà tăng trưởng kinh tế và có lời giải thỏa đáng cho chỉ số năng lực cạnh tranh của Hà Giang, thì tỉnh phải có sự chỉ đạo quyết liệt trong việc xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Sự phối hợp liên ngành của các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết các thủ tục hành chính, thu hút đầu tư. Ngoài ra, cần sự quyết tâm vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư cùng chia sẻ khó khăn với Hà Giang. Có như vậy mới có thể cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của Hà Giang ổn định và phát triển.